Chuyện tình yêu, hai người phụ nữ là vợ chồng có thật ở An Giang. Tuy là cả hai kém may mắn nhưng công việc ở trong nhà là cả hai đều làm như là một người bình thường. Nấu ăn, cơm, nước, giặt giũ đều dễ như trở bàn tay. Công việc hàng ngày của hai vợ chồng là đương giỏng. Sau đây, cô vợ sẽ gợi ý các món đồ ăn cũng như là các loại trái cây để người chồng phụ nữ của mình nghe và đón xem như thế nào. Xin mời cả nhà cùng xem tiếp cái video. Cái gì mà tôi luộc cái tôi thường xách tôi chịu để tiêu vô nè. Tôi xách phanh phanh không à. Ở dưới quê là xe bán lưu động luôn. Cái trái gì nãy mình gợt ta? Mớp. Trời ơi. Rồi. Để sao đó? Cái khó á chị. Cái nào khó coi. Cái trái gì mà mình dồn cái gì đó? Dồn gì? Thôi không qua. Kia cũng quay qua đây cái. Qua đây. Mà cỡ quá tôi quay vô trong không? Thôi qua đây. Cái trái gì mà mình sắt dao cái mình dồn vô bánh mì mình ăn. À đứng gần mới được. Gần vợ đây, dịnh áo vợ đây, dịnh áo vợ. Dịnh chi? Đứng gần cho quay phim mới dính được. Rồi nè. Rồi tiếp tục. Khó cái gì? Cho nó khó đó. Cái trái gì mà mình nấu cái. Lớn lên. Ông chê ông nói. Nói lớn lên đi. Cái trái gì mà ăn cái ông chê ông nói nên ăn nấu ăn nó chua. Ông chê chua. Chua hả? Không phải. Đâu? Không có nói tung chúng cái tên cho nó. Nói lớn lên. Cái trái gì mà tôi luộc cái tôi thường xách tôi chịu để tiêu vô nè. Tôi xách phanh phanh không à. Trái bầu. Trời hay dữ rồi trời. Vợ chồng số 1 là hay lắm á. Để vợ tôi lên số 1 mà. Vậy hả? Cái trái này không biết rồi hả? Quan kia đi, quan kia đi, mấy trái bên kia kìa. Quan mấy trái bên kia kìa. Đi vòng bên kia. Chị đi theo vợ mới được. Đi vòng từ từ coi. Trái đó đó chị. Trái này coi. Không phải trái này nè, trái này. Trái này đúng rồi, trái này. Trái đó đi, đúng rồi đó. Có ăn rồi. Cái gì giả lên đây. Trái gì em? Cái trái gì mà tôi ăn tôi không chịu, tôi để nguyên cùi tôi. Trái khóm. Không phải. Cái trái gì mà tôi sắc tôi ăn bò hổm nè, tôi nấu canh đó, cái giờ tôi nấu thôi. Thấy rồi, đúng rồi. Tiếp tục kiếm trái nào khó rồi. Không có đây hết trái khó. Đây. Còn nhiều lắm luôn. Còn nhiều. Nhiều lắm. Nhiều. Rồi, quay qua. Đúng rồi, gì đó. Cái gì đó? Gì đó đâu cần nhìn. Cái trái gì? Mình thường mà mang cái video chút ngặt. Trái bí gì? Trái bí. Ủa, bị ngộ ta. Bí gì? Mang video bằng trước. Mình mang trái bí thôi. Mình không biết cái gì. Mang video ngày trước. Ủa sao mà nói mang ba lô trước ngực mà sao trái bí sao nói gian trời. Bí gợi nè, đó. Bí gợi đó. Có trái gì không chị lấy được. Nói trái bí là được rồi. Bí gợi. Trời. Thôi, hết rồi. Còn nhiều lắm. Trái trắng trắng, trái trắng trắng. Đó, cái trái chị chọn đang cầm đó. Trái chị chọn cầm trái gì? Nãy giờ tôi đoán trúng nhiều rồi đó nghe. Nhiều trái nào cũng trúng nha. Gì hả? Trái này khó à nghe. Cái này khó à. Mà em biết cho đó là cái gì không? Biết thì mình hai. Thường mà thường mình hầm thịt thường hai củ luôn. Hai củ luôn. Ừ. Trời ơi. Ngoài. Hai củ luôn mà. Hai củ thì hai thứ, củ cái trắng. Trời ơi. Hay rồi. Rồi tới cái gì nữa đó. Cái này giống trái nãy mà. Không giống đâu. Quay mặt qua đây. Rồi đó, quay lưng lại vậy đó. Nè, đưa cho chị trái này nè. Thôi, trái này nãy được rồi. Đưa cho chị đi. Như được rồi. Đó, cho nó cái gì. Cái nào vợ tôi biết. Trời. Trái gì mà mình xào chứ đám cưới mà đám cưới mình xào quá đó là. Trái gì? Đám cưới gì? Xào gì? Đám cưới á, cái đầu người ta để vô người ta nấu người ta ăn nè, bữa đó con tiên mua ăn đó. Cái trái á. Ừ. Nó ăn được đó nó. Đúng rồi. Trời hay dữ trời. Thấy luôn hả? Bắt bằng vỏ hả? Trái ớt. Hay dữ hả? Hay quá. Trái ớt này bự quá, trái này bự quá. Trái đó. Họ thử coi có mùi gì không? Có mùi gì không? Đứng gần vô. Trái gì? Trái gì vậy? Trái gì hả? Tôi biết trái này mà, cho tôi biết trái này. Biết thì nói. Nói sao ta? Nói sao? Thử có mùi gì không? Giờ cái này có làm ăn lần nào chưa? Có. Rồi có nó nói ổng nó làm gì đó. Nó mình nấu canh chua cả gì đó. Nó canh chua để cho nó canh chua.
nó còn chua. Ờ, cà gì đó. Nó còn chua đâu có để đó đâu. Cái cà gì đó chứ không phải cà vô. Nghĩa là Phạm Huy chứ. Phạm Huy rồi đó. Không có được nhắc cái tên. Không nhắc cái tên. Cái đó. Cái này cái ngủ này nè trời. Mổ hoa hết trơn luôn. Rồi, củ đó của gì? Củ đó của gì chứ Trần? Rồi, cầm lên. Củ nè. Cầm lên, cầm lên kia giờ nè. Tớ củ. Cái tớ củ đó. Đâu trái người ta cử. Củ. Củ gì mà mình thường nấu nấu canh ăn cái mình xắt chung với. Đó, cái này khó à. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Chưa chân biết. Đúng rồi. Thì nấu canh. Chưa gợi ý rồi. Xong nữa. Chưa xong nha. Rồi chung với phải ngọt. Rồi đúng rồi. Củ gì ăn sống rồi đánh giấm. Rồi tôi nói củ Hà Lan. Ôi, củ Hà Lan trời ơi. Đi dai. Củ này đó nè. Đó đi, đó đi. Để cho bà con thấy cái biệt tài của anh. Rồi, được rồi. Nói đi. Củ gì? Củ gì? Không biết rồi. Biết chưa? Chị biết không? Thì chị biết củ đó không? Biết không? Củ đó nó kế kế. Ờ, kế kế rồi mà biết rồi. Củ gì nè? Chị chỉ chưa nhận ra, chị đâu có được. Không, chưa nhận ra hả vậy? Chưa nhận ra hả vậy? Chưa nhận ra, đưa chưa cho ổng. Chưa nhận ra. Đưa cho ổng, đưa cho ổng. Rồi, đưa cho ổng đi. Cái củ này chị cầm. Rồi, ổng cầm luôn. Cầm, cầm đấu chị. Đưa, đưa ổng cầm, đưa ổng cầm. Đưa ổng cầm luôn. Rồi, giờ đưa ổng cầm. Thôi, có gì đó luôn đi. Không có, chứ nào không biết. Đưa để nói đi. Rồi, cái chở giúp chứ. Anh biết cái đó là cái gì không? Cái gì không? Củ gì trời? Củ này củ gì? Củ này ngọt cái gì? Trời ơi, đây vậy trời. Có ai rồi, chứ mày chứ trời. Củ này chị, củ này chị. Sợi vô, sợi vô. Tụi quay mặt qua đây. Ờ đó, đứng vậy đó. Củ đó không biết. Củ đó. Không biết rồi. Củ đó thằng thằng mẹ. Biết không? Củ đó không biết. Lấy vợ tôi không biết. Củ dền hả? Không phải, bạn của dền. Bạn cũng dền. Củ hành tây. Đừng có nói nha. Củ... Củ gì? Củ gì không biết luôn. Củ đó nó... Củ gì? Củ gì? Tao đưa anh cầm coi. Anh Vũ không nói nha. Ở cái... À, không nói hả? Không nói ra đâu, đấu chỉ lại. Không biết đâu. Không biết rồi. Không, Vũ biết đó. Biết anh cầm biết ra. Tiếng dịch á. Tiếng dịch anh Vũ. Củ gì quên nè. Không dịch lộn. Ôi, củ này củ tây kìa. Củ tây nấu chung với củ này nữa là chị. Củ này nè. Đó, củ này nè mới mới đi lâu lâu củ tây nấu củ gì? Cái đó đúng rồi, đúng rồi. Đó đây đó. Đúng ngược lại. Củ này hả? Củ này mình xào ăn với ba cái. À xào khỏi rồi đó hả? Củ hành. Ấy trời. Cái đó thì nó dễ đó, cái đó nó dễ đó. Củ này hả? Củ gì mà mình sắt đổ bánh xèo ta? Củ sáng. Ấy hay quá, tiếp tục cậu gì đâu. Tao thôi hết rồi. Đó đã. Còn đâu? Còn củ này nè, bảo không biết nè. Không biết luôn. Không biết luôn rồi. Củ gì? Thôi đi, nghỉ đi. Thôi. Thôi nghỉ đi. Còn nhiều món lắm nè. Sao mình tới đấu bánh nữa đó. Ôi, chút sao nó có bông, nó có bông, nó bông cải vậy ta? Sao nó có bông kìa? Sao nó có cái này nè? Cái gì vậy? Cái gì? Cái đó cái gì? Không, không biết. Không biết. Chừng anh biết đó, anh Vũ ơi. Anh Vũ, anh Vũ, anh Vũ. Trời, không có biết. Anh Vũ, anh Vũ. Cái này cái gì đâu á? Anh Vũ biết nè. Hay lắm. Hay lắm. Anh Vũ bây giờ anh biết á. Cái này của gì có bông ngon á. Bông đâu bông, cái này nó bông. Nó phải bông đâu. Cái gì? Anh Vũ đoán rồi. Cái gì trời? Cái gì? Thử coi có mùi gì không? Từng ăn chưa? Từng ăn chưa? Có từng ăn không? Có từng gọt chưa? Có từng gọt củ đó chưa? Chị tròn nó có từng gọt củ đó chưa? Chưa từng gọt mà biết là hay đó. Dòng họ củ nãy nấu canh là củ gì? Hàng khối củ nấu canh. Biết cái củ gì? Giờ nói về dòng họ với khoai tây là gì? Cái này không lẽ củ dền. Đúng rồi, đúng rồi. Dòng thịt đó là dòng họ với. Chị nói cái này. Hay quá. Ai coi còn gì bên đó nữa không? Thôi hết rồi. Thôi hết rồi. Hết rồi. Đi quay coi nè, lâu lâu mới gặp Vũ có tài quá trời là. Củ gì? Củ này dễ nè nghe. Củ gì vậy? Thử ai? Gợi ý cho ông rồi. Đó đấu tôi hay là đấu bà? Đâu có kêu chị gợi ý cho anh. Gợi ý cho anh Vũ nói á. Củ gì? Để rồi cũng vậy coi. Thử chị vô chị tròn thử coi. Thử làm gì mùi nào nó cũng giống nhau. Chắc chưa chọn. Chị chọn biết cụ đó chưa? Biết. Biết rồi. Thôi gợi ý chị đang suy nghĩ. Suy nghĩ. Đang suy nghĩ là gợi ý cách sau đó. Làm gì ăn đó? Làm gì ăn? Mặn cái gì ăn? Xào thịt vịt đó.
Thả xin tí. Ừ, cũng gần hả? Trời quá, cũng gần chứ cũng vậy. Ừ, hay à, hay à. Vậy là tính ra là chị Tròn là làm đồ ăn cho ông rất là nhiều món luôn đó. Có hành gà ông biết là càng luôn. Nữ công gia chánh số 1 mà. Cái gì nó cũng làm cho mình ăn hết trơn cho nên nó nói là mình hiểu. Vậy là bao nhiêu món là biết hết rồi. Bao nhiêu món kia rồi biết hết rồi. Nhóc hết rồi. Hết món rồi đó hả? Hết rồi. Trời ơi, giờ anh chị muốn mua cái gì? Không mua gì đâu. Mua gì? Nó mua tiếp chị đi chứ. Mua chứ. Mua gì nói đi. Mua đi, mua đi. Mua cái củ khoai ngọt á. Ờ, ngọt ha, nấu canh khoai ngọt ha. Có tôm khô không? Đây, đây. Ủa vậy là cái chị tường hả? Vậy là cái hôm nữa ra. Ha, biết hết trơn ha. Cũ nào cũng biết trơn ha. Cũ nào cũng biết. Có cũ nào không biết. Chị là cũ nào không biết. Có cái cũ nào mà nói giờ là mình biết mà mình không nói được không? À. Cũ nào. Cũ đó là biết nói không được không? Ừ. Cũ đó đâu có cũ đâu mà nói. Ngặt vậy đó. Phải có cũ rồi nó biết rồi. Ừ, cũ nó không biết. À, không biết ha. À. Có tàu hủ kỳ kìa, ăn không anh chị? Này tháng này mình ăn chay ha. Chay. Hai chồng luôn hả gì? Dạ. Yeah. Ăn hết hai đứa. Vậy mua đồ chay cho chị. Mua đồ chay luôn đi, mua đồ chay đi, rồi em trả tiền cho. Sẵn mua luôn đi. Ủng hộ luôn. Mua ăn gì? Bây giờ là mua củ khoai ngọt nè. Tàu hủ kỳ đi ha. Ừ. Rồi, miếng tàu hủ kỳ đi. Còn cái gì ăn chay nữa không? Có tàu hủ gì? Đó, mua tương hột kìa. Tương hột đó được rồi. Tương hột không? Tương hột không? Không. Con chao không? Không. Tàu hủ không? Ăn tàu hủ đó, tàu hủ đó. Bây giờ ngoài củ khoai ngọt mua có mua bầu mua hủ qua gì thêm để dành mai. Mua đi, mai khỏi mua. Thôi mua nhiêu đó à. Ừ, bữa nào ăn bữa nấy hay gì? Cũng không đòi hỏi. Mua đủ mình ăn được rồi, mua để. Mua đủ ăn được rồi. Ờ đúng rồi. Hết mua nữa ha. Ừ. Hết mua rồi. Chồng dễ quá. Tại vì bà bán đây hàng ngày à, mua chỉ chứ nhiều. Chưa. Nè, còn cái củ này là củ cuối cùng nè, giờ chị chờ. Củ cuối cùng củ mà cũng dễ. Quá dễ luôn rồi. Củ này là củ gì? Trái gì? Trái hay củ? Trái. Trái kêu củ. Trái. Đánh lừa mà. Bộ phái cũ lắm rồi. Trái gì? Trái gì ai biết cái. Trái gì? Không nó lộn quá nghe, nhiều khi trái chanh với trái trúc có lộn quá. Trái trúc nó sừ hơn. Trúc nó sừ hơn. Ừ, đúng rồi, trái trúc nó sừ. À có cái củ này nè. Củ nào là cái củ nữa. Nè. Cái củ này nè, bây giờ chị diễn tả đi, diễn tả đi không có đưa miệng nữa nghe không được. Củ này biết không? Củ. Không biết à. Không biết à. Có ăn lần nào chưa? Dạ, ở đầu tương. Tương nha. Cái đó mà nó chưa ăn. Củ xả. Không phải. Không cái củ này. Củ này. Ủa cái củ đầu tương mà củ cái đầu. Cái này đầu tương. Không biết đâu. Cái đó là đầu tư người ta làm mà, đâu có cụ gì đâu. Giống đầu tư. Dần vô chứ, dòng ăn chắc vô luôn. Chưa ăn. Dần vô luôn. Ăn tương thì chứ đâu có mua đồ ăn đâu, mua này kia không. Xúc xích. Rau, đồ mặn. Củ xúc xích. Củ xúc xích. Củ xúc xích. Phải dùng từ củ. Ở trong bữa nay là anh Vũ với Tròn quá tuyệt vời. Nó hầu như nếu mà mình nhắm mắt lại mà mình giờ vô có chừng không... Chưa chắc biết á, nếu mà mình chưa chắc biết á. À, anh Vũ ơi, có cái tàu hủ này nè, cái tàu hủ gì cộng cộng nè. Tàu hủ kỳ. Tàu hủ kỳ. Kỳ là cái nãy đó hả? Đó là tàu hủ miếng. Tàu hủ miếng. Miếng tàu hủ kỳ, còn cái cộng cộng nó cũng ngon đó đó. Ăn không, ăn mua luôn ha. Tàu hủ cộng luôn ha. Mua đi. Cái cộng nó ra sao đâu? Nè nè chị. Đâu phải sườn non. Sườn non. Thôi không ăn. Ấp sẵn đi. Sườn non ấp sẵn nè. Cái đó sườn non ấp sẵn đó. Hai chồng cứ đặt chiên lên nè. Này chiên ăn hà. Tớ ấp sẵn thôi. Cái gì nào ăn cũng được. Thôi để tủ lạnh đi rồi. Tưởng đâu cái cộng cộng mua. Nè cái này nè. Cộng cộng đó. Trời ơi cái này không ăn. Tức là nó đã ướp rồi đó. Ta xé rồi ướp rồi. Ướp rồi đó. Thôi kệ mua đi. Nó hết tháng rồi đó. Lấy cái này ăn đi. Thôi. Thôi gậy ông muốn ăn cái kia thì đấy đi. Bữa nào ăn bữa nấy đó. Anh không đòi hỏi. Rồi bao nhiêu tiền vậy cô? Dạ có đó 17 ngàn. Tổng cộng 17 ngàn ha. Dạ. Ờ đón chút xíu được 17 ngàn. À. Hay dữ vậy ta. 17 ngàn. Không hay quá vô rồi. Rồi. Đó. Dạ cảm ơn. Đậu nãy giờ mua có 17 ngàn có buồn không? Không. Vui ha. Vui mà, vui nè. Về nhà nghỉ luôn mà. Sẵn quảng cáo luôn. Tới nhà hả? Tới nhà bà đó. Tới nhà đây hả? Chị nhà đây mà sớm hả? Bà là mợ mà. Giờ chị đẩy một vòng đó. Rồi hai chồng. Chồng dắt đi vô thử coi biết chỗ nào biết nhà. Ờ biết vô không? Ờ vô nhà mà. Xe nó bây giờ là để cho hai anh chị không dẫn. Không dẫn vô để cho hai anh chị đi thử coi được không? Chị là chị dắt đường nha. Sao hay dữ vậy ta? Đi vô nhà luôn nha quý con ha.
Địa bàn đây luôn hả? Địa bàn luôn ha. Trời ơi. Không bao giờ mà sai đường. Không bao giờ sai đường luôn. Đúng rồi. Đặc biệt cái đá cái địa bàn rồi nó vô cái hay quá. Rồi nó rồi. Dạ. Rồi đây đây. Qua một thời gian hai người đã đón quá đúng rồi. Hay quá hay à, chị Tròn ơi. Rồi bây giờ tiếp công việc. Móc xào hả chị Tròn? Dạ, móc xào. Móc xào. Rồi cái đó là cái gì? Cái đó là cái mình dùng một miếng bột ngọt. Bột ngọt ha. Dạ. Trời đất ơi. Hay quá. Đường hết rồi. Tuy là chị Tròn kém may mắn nha, nhưng mà không biết hết trơn nha, làm được hết trơn luôn á. Thì kiếm miếng muối. Muối để đâu? Hả? Muối để đâu? Muối không, không muối không có để vô kèo đi. Muối để chỗ khác hả? Xong để chỗ luôn vậy lấy chị. Không có kèo để. Bây giờ để chị để phía trong ha. Rồi để trong tí muối. Rồi mình biết chừng nào nó chín không chị? Biết. Biết luôn hả? Dạ. Chừng nào nó chín. Mềm mềm thế gì? Nó thiếu chín là tại vì móp này nó mau mà. Mình canh thời gian hay dạ. Dạ. Lửa lớn lửa nhỏ rồi biết hết trơn ha. Dạ, nhỏ xuống. Ừ. Gớn cao lên tới nắp. Hay quá ta. Nghe mùi quá thơm à. Rồi có đường mà không có lấy đường xuống. Để ăn ít có ăn đường lắm. Còn như mớp nó đã ngọt sẵn rồi chị. Dạ. Rồi. Còn bữa nay mình làm món gì chị cho? Ăn mớp với xào không nè. Ừ. Nhà em ăn cái gì là ăn một món thôi à. Hai chồng là ăn chỉ một món thôi. Dạ, chứ không ăn hai món hả? Không ăn hai thứ. Không ăn hai ba thứ rồi cho nó ngon. Nhà ăn là thứ à. Tiết kiệm hay sao chị cho? Tại ăn thứ à. Cái này để em thấy mớp nó ra nước cho nên này không có để nước vô. Ừ. Để nước vô có nó ra nước nhiều cái. Rồi ở trên này là những cái vật dụng cần thiết là mình để trên này. Dạ. Chỗ nào là mình biết chỗ đó là để. Dạ. cái gì ha. Dạ. Những cái hũ đó là cái gì? Hạt nêm. Dầu ăn. Ủa dầu ăn không để cái chai luôn hay sao chị? Để chai, để cái này nè, cái múc ra lấy cái muỗng hay cái giá cho nó dễ. À. Để cái chai, cái chế vô nhiều lúc nó vô nhiều. À. Dư dầu. Khó ha. Dạ. Cái đó là những cái mẹo của mình là tại vì mình để giống chế bằng chai đó cái nó lỡ tay nó vô nhiều hơn. Ừ. Mình để trong keo cái mình lấy cái muỗng mình múc á liệu vô nồi mình canh chan mình. Dạ. Múc cho nó dễ hơn. Dễ lường nha. Dễ lường hơn. Cái mình múc đổ vào cái chai cái đó nó vô một đống vậy đó. Rồi trên cái thùng đá trên là gì ạ? Cái thùng ở trên này, cái thùng ở trên mặt á, trên em để tỏi. Để tỏi ha. Tỏi. Dạ. Để sẵn nó sẵn chân nha. Dạ, để tỏi vậy nè. Ừ. Mình chỉ có ngại mình chỉ ngại là chiên cá thôi hả chị Tròn? Chiên cá à, chiên cũng khó đó, lắm. Lật qua nó hơi khó ha. Lật qua có khi nó không qua, nó không qua nó cái được. Ừ. Có khi nó vàng. Có khi nào nó xuống đất không? Ừ, cũng có sao không. Dạ. Có khi vậy nè, cái chảo nó bị cái lò nó trơn đi, cái lò. Dạ. Có khi nó cũng rớt. Ừ, rớt xuống đất. Dạ. Ừ. Còn thôi mình biết ý nó cái mình vịn lại thôi. Dạ. Nè, yeah. nãy giờ nó cũng muốn chân chân hoài nè. Yeah. Nó nói hoài vậy đó. Dạ. Yeah. Chứ có lúc vợ nó chiên thì nó cũng khó chiên được mà nó khó, có khi lật qua, khi không qua cái bên vàng, bên không vàng. Dạ. Yeah. Vậy là cái món chiên khó quá là chắc mình ít làm hả? Ít ăn chiên lắm. Dạ. Yeah. Nghĩa là hầm thịt nè, rồi xào này xào kia ăn hầm thịt rồi kho thịt, kho kiểu đồ đó. Dạ. Yeah. Rồi thí dụ như chị cho em hỏi là ngoài cái món chiên đó, ví dụ như mình bầm tỏi, bầm ớt hay là làm cá là mình có làm được không? Làm cá thì không có biết bằng cá. Bằng cá thì để ông mặn ha. Ông mặn, cái ông mặn rồi đi, cái mình muốn nấu cá canh chua gì đó thì mua đồ và nấu chua. Ừ. Mua me đồ và nấu chua. Chứ còn ví dụ bằng cá thì tại vì dư dao không có được, không có quen dao. Thơm quá trời luôn. Quá thơm luôn nha. Mình cảm giác làm sao mình biết chín vậy? Chị có thể miêu tả lại cho em biết được không? Ừ, chín đâu. Mà cảm giác làm sao? Nhìm. Nó còn ấy nè, cái này làm như nó mới có chín tới rồi này. Ông này thì ông chịu chín tới mà gục quá thì ông không ăn. À. Gục quá không được. Làm sao mà biết chín tới? Chị Tròn. Chín tới rồi nè, ăn được rồi đó. Tại chứ giờ gục quá. Nhưng mà không làm không sao mà biết chín tới chỉ cho mình em coi. Cảm giác hay là mình sao? Cảm giác mình. Cảm giác. Như mình yêu cầu mình kêu à mình nếm thử á. Ừ, nếm thử ha. Nếm thử. Nãy giờ thấy hình như chị lấy chiếc đũa chứ chị
Nên là nó chưa cái ấy nữa là nó mới có chín tới hè. Tại vì với lại nó mình sắc hơi cục bự. Nó lâu ấy chứ. Đúng rồi, cái đó chín chưa anh Thảo? Nhìn đây, ở ngoài nhìn thấy. Chưa chín. Chưa đâu, để tôi nó mấy. Nhưng mà vừa chín tới, vừa chín tới cái này chứ nó chưa có. Mà gục quá thì ông mẹ muốn chơi nữa. Mớp mà gục quá đâu ngon. Để chờ chậm chậm một chút nữa thấy đâu. Như là canh phải cho đúng cái sở thích của chồng nữa ha. Chứ cái này mình để mà để vô chuẩn bị ăn sống cũng được nữa mà. À, chị Tròn ơi, cho em hỏi nè. À, chị thì sống với chồng của mình, tuy là ảnh là không phải là nam, ảnh là nữ luôn, hai người phụ nữ sống chung. Rồi chị sống chung với ảnh là 20 mấy 30 năm rồi, mình có cảm thấy mình có buồn hay là không, có một cái vấn đề gì không chị Tròn? Không có suy nghĩ về cảm thấy mình sống bên ổng, mình cảm thấy an toàn. An toàn, sống với ổng mình thấy an toàn ha. Dạ. Sống bên ổng mà mình cảm thấy có một cái căn nhà ấm áp, có cái căn nhà che nắng che mưa, là có hai đứa sống gì là cũng là đủ hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Là cảm thấy an toàn. Cái sống mà không có ổng chắc nhờ có ổng nên em mới làm này làm cái kia được. Rồi nhờ có ổng nó tạo ra làm dây làm võng em mới làm được. Dạ. Chứ mà sống nếu mà em không có quen ổng á, không có quen ổng rồi cái chắc em ăn không ngồi gọi chứ không biết làm gì. Cái nói chung là hồi đó là cơm nước này là ổng nấu rồi cái đầu ổng tập ổng chỉ em mới làm được. Trừ ra em tối dạ cá mắm em làm được. Em đi mặn lúa là ổng về ổng nhà nấu cơm cho em ăn không à. Rồi từ em mới làm được thôi. Chứ cũng chung ra là ổng tập em đó. Tính ra anh Vũ giỏi ha. Dạ ổng tập em không đó. Tập chị ha. Dạ. Chứ đâu em có làm được đâu. Nếu mà em sống mà tỷ em không có quen ổng đi nữa chắc ăn không ngờ gọi không có làm gì đâu. Thì đúng. Nó giờ là chín chưa? Chín rồi đó. Rồi, chín rồi đó, thôi mà nó mềm rồi đó. Nó đã xanh rồi. Hay luôn. Ừ. Rồi bây giờ mình dọn cơm nữa hả? Không biết cơm dinh chưa, nó chưa có xới. Quá hay luôn. Tối là hai vợ chồng mình ở trong ở đây nè, cái mà cơm ở trong đó đâu có biết chỗ nào đấy, ở ngoài có chỗ đợi gì cái làm ở đây nè. À dạ rồi. Ôi, ôi nấu cơm luôn nha. Bắt đầu sớm ngơ tới giờ cái cò cái này coi nó ngát chưa, ok phải không? Thử chưa nha. Biết chưa, chính chưa? Nó cần ngồi. Còn còn ngồi ha. À chưa cái chín là tại vì súng môi giờ không chịu sớ nè. Dạ. Bây giờ phải hàng chi nó cứng ngắc hết trơn rồi. Chưa có ăn được luôn nữa. Này nồi cơm nấu là mình sớ liền liền. Dạ. Còn này súng môi rồi. Rồi thôi bây giờ là đã, mình chờ đợi cái nồi cơm chín đi. Mình đi ra trước mình trò chuyện chút xíu đi chị. Hay là mình lãnh mướn sao hai vợ chồng Vũ. Làm nhà bán riêng luôn hả gì? Ừ. Ồ, một cái võng kia là bao nhiêu? 8.000. 8.000 đấy ha. Đây làm nhà nha. Mà dây hết mấy ngàn rồi. Hai vợ chồng đương võng nha. Đặc biệt á là hai người chia sẻ mọi người một lần nữa là anh Dũng anh Vũ á là nữ nha, hai người phụ nữ. Đó mình quay gì nè. Cái đó làm cái đó làm gì? Cái đầu võng đó hả? Cái đầu đặng mình đương nè. Cái đầu mình làm rồi, cái đầu mình thắt vô mình làm cái đầu. Thường thường là chị Tròn làm cái công việc gì? Công việc thắt đầu. Thắt đầu là ha. Thắt cái đầu giống ha. Đâu hiện giờ có thắt được không đâu, thắt cho khán giả xem coi. Mày lấy mấy cọng dây trong bọc đó em để trên đấy đó, mà vô ba thắt một hai cái cho tao quay. À dạ. Tức là thắt là sao ta? Để coi chị làm như thế nào. Đem ra làm thử. Rồi mình làm cái đầu đó là mình điếm bao nhiêu vòng hay sao Vũ? 12 vòng. 12 vòng. Còn em một mặt. Tuy là lộn không? Tuy là hai anh chị kém may mắn nhưng mà ở trong nhà của mình là đi ra đi vô giống như là một người bình thường luôn. Dạ. Rất là hay. Nó quen tròn, rồi. Chị Tròn rồi xích tới cho khán giả xem cho rõ hơn. Dạ. À. Rồi đúng rồi. Rồi mình thắt sao? Cái này là thắt cái đầu giống đó ha. Dạ. Ừ. Đó, thắt đầu giống đó. Còn nhìn tài quá ta. Đang quay nè. Chị là ngay, chị làm nhanh lắm. Nhanh lắm. Anh ngồi anh quay cái đầu giống này, chị ngồi thắt. Ừ. Thắt gì đó ha. Thắt rồi bắt đầu mình mới đương. Dạ hai vợ chồng làm gì ai làm giỏi. Chắc chị Tròn quá. Thấy nhanh lắm, chị Tròn rất là nhanh luôn. Ai biết đâu. Mà làm sao nghĩ sao hai người là ngày 20 cái đó phải không? Người sao chia đôi ha, người 10 cái. Mà 10 cái mà tới 9 giờ tối luôn hay gì? Hay sao anh Vũ? Sáng. Đêm nào cũng thức 11 giờ mà cái sáng. Vậy đó hả? Tại vì đâu phải một công chuyện, nhiều công chuyện. Game
người đưa người vô đầu, nói chung là lắm chứ á. Hồi đó có ai dạy mình làm gì không chị Tròn? Dạ có. Có ha. Dạy mới mình làm được. Chắc lúc đầu làm chậm lắm hả chị? Hồi đó là chị đi học rồi học một sao? Cái đầu rồi đó hả? Thôi chị dở lên cho khán giả xem coi. Màu vậy? Màu vậy? Đó là cái đầu giỏng đó, để mình cột dây đó thấy không? Rồi từ cái đầu giỏng này là mình thắt ra thêm mà đúng không anh ha? Được một cái đầu giỏng. Không, dưới đây là mình đương rồi nè. Thì đương. Thì sỏ. Sỏ cái đầu vô đó, cái đầu. Mình đương xong rồi mình còn vô đầu nữa. Cái đầu giỏng nè. Ủa sao nhanh quá vậy? Đây là cái đầu giỏng nè, để cột dây đó. Rồi xong là đương dưới. Dưới là để ảnh đương. Cho em mừng anh. Hay nè quý bà con ha, chị làm mới có chút xíu là xong cái đầu giỏng rồi nè. Ở dưới này là mình đương thêm thành cái giỏng nè. Cái này là cái đầu chỉ là cái công đoạn này rất là mau, chỉ là đương mới lâu thôi ha. Đương đương rồi mình còn đương xong rồi mình còn vô đầu nữa. Cũng là cái đầu thắt gì rồi nè. Mình vô đó nè, nè như bây giờ cái giỏng vô dưới đây nè, mình vô dưới này nè, không có đầu rồi đó. Đương xong là mình mà còn vô nữa mới thành hình cái giỏng cho người ta. Ví dụ như cái giỏng nó dài bao nhiêu thì mình phải canh như thế nào để mình biết nó đều với nhau. Mình thí dụ như là mình quay cái đầu giỏng như vậy, cái đầu giỏng dài như vậy, thì tất nhiên là mình đương 18, 19 giếng, 19 giếng vô đầu 20. Còn nếu cái đầu nó còn lấy cái đầu hồi nãy đó gắp vô trong đây nè. 3 giếng. Lấy cái đầu nãy là gắp vô. Mỗi lần chị đương là lâu lâu mấy anh chị điếm. Điếm lại phải không? Điếm. Chứ cái giỏng mình cột dây vô mình đương mình đâu có độ chừng được. Mình phải điếm bao nhiêu giếng nó mới đủ cái giỏng. Mỗi giếng nó có một mắt nè. Đúng rồi, đúng rồi. À, mình đếm theo cái mắt đó. Đó, cái kiểu đương này là giống như là mình đương lứa đánh cá quý bà con, đúng không? Bắt cá rồi đó. Dạ. Thì nó cũng giống vậy đó. Dạ. Hồi đó mới lãnh về đương đó. Thường giống đây luôn á. Không biết đương đâu, đương lẹo tùm lum chứ. Dạ. Rồi dở cái giỏng lên. Thời gian đầu rất là khó. Đương rồi dở giỏng lên chạy xà đồ. Không có đâu dính đầu đâu chứ. Cái giỏng hình như là dây mình đánh cho nó hư chứ giống vậy. Luôn ngồi nha. Mà tới sáng luôn, hai đứa không ngủ tới sáng mà không thành công luôn, cái giống mua giống khác thường thôi. Ủa, lúc đầu đương mà không được chỉ có nản không anh Vũ? Dạ. Không ha. Tại vì mình không có mang cái nghề gì được hết trơn. Cho nên mình phải quyết lòng mình đeo mình ôm cái nghề này hoài. Dạ. Đó, mình ôm chừng nào mình biết cắt dây, biết nói chung hồi là cắt dây các cậu là hồi từ biết hồi là làm đương mướn cho ta mà làm được dây mình đem về là mình cắt chứ đâu phải dây đâu phải nó như vậy. Cắt mướn nè. Cắt từ nối lợn đúng không? Thắt đầu gì mà thắt đầu mướn là cho ta nữa nè. Mình tự cắt cái dây này luôn hả? Mình tự cắt chứ người ta đâu có sẵn cho mình. Ta muốn dây về nè. Ta muốn mình cắt dây. Anh sổ ra. Rồi dây gục gà gục đồ anh cũng cắt sổ ra anh cắt. Ừ. Thắng bự thì là cái mình cắt ra. Dây đầu này là dây đầu này cắt nè. Còn dây dây đường võng này cũng là cắt không à, chứ đâu có phải tự nhiên mà mình mua về nó như vậy. Mà tức là mình cắt làm sao mà nó đều bông vậy đây? Tức là sao mà là cắt là rất là đều luôn nè. Tức là y như cắt máy. Nó có cái mẹo gì không? Đâu có, em cắt bằng cái tay. Phải có cọng bự, phải có cọng dây bự để cho ông cắt cái. Có cọng dây bự nào không? Để cho ông cắt cái cho mấy ảnh thấy. Ngoài bao gà. Dẹp hết rồi. Tại vì mặt đầu là dẹp hết đâu có đem ra. Này, cắt rất là đều nha. Tặng mình làm đầu xong rồi. Này là nguyên cái tấm vải bự hả? Bự cái mà cắt ra. Vải bự cắt ra. Vải bự không à. Mà anh thấy đều bon ha. Đều gan nè. Đi gan như cắt máy vậy á. Rất là đẹp. Rất là đều luôn. Khi mà hai vợ chồng mình hoàn thành một cái võng á là bao nhiêu phút? Em đương cái võng là 25 phút rồi cái võng là. Thôi, hoàn thành toàn bộ hết luôn. Hoàn thành hết thì 25 30 phút. Có cái võng là cỡ nửa tiếng. Ừ, đúng rồi, nửa tiếng. Mà một cái võng là lời 4.000. Vậy là nửa tiếng có 4.000. Nè, đưa mấy cái này mà chưa vô đầu. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà chị anh chị mà làm được ra đồng tiền chắc vui lắm ta. Vui sống vui, đồng tiền mình mằng ra mà. Đâu có nghĩ đâu được. Mình nghĩ là mình chỉ mặn ngày nhiêu tiền vậy đó. Mình có tiền là mình vui à. Nãy giờ em có cái thắc mắc nè. Là cái giọng của mình nó có từng khớp màu giống nhau. Là mình để riêng. Để riêng hả? Dạ. Ví dụ như màu xanh nè, màu xanh mà cái màu nó đẹp, mình đưa hai giếng tối. Hai giếng màu đen. Còn cái màu nó xấu thì mình đưa một giếng, nhưng mà mình để riêng màu riêng. Dạ. Mình thí dụ như cái màu mình để trong bao, còn cái dây tối mình để trong sọt. Là mình chợp vô là mình biết rồi. Rồi cái màu này trước khi đương có ai lựa cho anh chị không hay là tự anh chị lựa? Cắt xong rồi mình mới dọn vô bao rồi chừng nào mình gây riêng màu sáng đó thì mình để riêng, mình đương. Đó, mẹ bà lựa đó, mẹ bà lựa ra rồi bà nói phân biệt đàng hoàng cái đầu đó riêng ra. Mà có khi nào lỡ mà có lộn sao? Lộn rồi sao? Lộn có. Có. Mà đương cái giọng nó màu xanh không rồi. Dạ, nói đúng rồi. Mà người ta vẫn lấy. Dạ. Có sao đâu, cái màu không quan trọng ha. Không quan trọng. Nó không quan trọng. Lâu lâu thì sơ sốt. Nó lộn thì có lộn có.
Tại vì có khi lộn cái mười mấy giếc mà sáng nó giống vậy, nó nhăm nhăm không hà. Có khi mình đưa có khi mình lộn sao không? Đúng rồi. Lộn là phải có lộn rồi. Giờ anh chị có kinh nghiệm đương lâu rồi, đương cái giọng đẹp quá trời. Đương điều trang. Vậy là nửa tiếng là hoàn thành cái giọng là chỉ lời có 4.000 nha quý vị. Là bỏ vốn dây ra hết lời có 4.000. Rồi trừ hết luôn là có 4.000. Còn mướn người ta đương nó là mình lời có 1.000 bạc. Trời ơi. Sợ rồi. Còn nếu mà ta mướn mình thì lời được 2.000 mấy. Cái gì đó. Mướn mình thì mình ai cũng có đồng lợi vậy hết. Mình tự làm thì nó lời nhiều chút xíu. Là nhiều nhiêu đó. Tại vì mình mua dây nè, về nè, rồi mình còn mướn người ta chở xuống nè. Ví dụ một bao là bao nhiêu tiền. Đó, rồi mình mua nó là bao nhiêu. Rồi nó chở xuống cho mình, rồi mình mằng mình tính ra cái công mình đương luôn là như mình có 4.000 bạc. Dạ. Vậy chứ giờ mặn gì giờ đây? Bao nhiêu số thì không biết tiền. Đó. Ủa vậy rồi lúc mà người ta trả tiền đó mình có biết, mình cầm cho mình có biết cái tờ đó là bao nhiêu tiền không? Không. Trả người ta trả tiền cho mình thì mình kêu mẹ mình hay em mình cho nó lựa sẵn ra như giấy gì để cái mình để ghi mình xài. Ừ. Rồi cái tiền nào ra tiền nấy vậy đó rồi. Cái mình nhìn mình cầm vô mình không biết không ha. Có biết không có phao tại chị tròn biết không dạ biết không mai biết tiền chưa hai đứa cầm đến tiền không biết ha không. Ví dụ như người ta đem xuống tôi đưa mình 2 triệu người ta cái người đó cái người mà bán giỏng cho mình ra lấy giỏng mình đó ta nói 2 triệu thì mình biết 2 triệu đi tám quan gian mình ta nói như là 2 triệu mình lại giấy đó kêu mẹ sắp xếp ra cái nào ra cái nấy mình xài mẹ mình lựa ra giấy 100 riêng giấy gì đó riêng gì đó chết tiền mà thật sự không biết thiệt cái nào không biết là mình nói mình không biết từ nhỏ tới lớn không biết tiền luôn tại vì chắc chưa cầm ha chưa cầm đâu có cầm đồng tiền lớn đâu mà cho dù cầm lớn mà nói chung là hồi đó thì không có cầm đồng tiền lớn ông nói thẳng là vậy thì ông đòi đi bán số hay là ông nhớ là ông không biết tiền ông không bán ông đòi bán số tính đi bữa hổm thất nghiệp mà thất nghiệp ba cái giọng á tự nhiên cái giọng nó tiêu không có dây thì lạnh dây số bán mà nghe người ta nói rồi thêm nặng mình không biết tiền nữa rồi sao đi năm sáu tháng trời không có dây làm thì cái ông tính đi bán số bán mà không biết tiền không bán được không biết tiền thiệt hồi nhỏ tới lớn luôn nghe chứ không phải là nói mới đây dạ nguyên chứ anh mà đố hay đấy em đi tắm này nhiêu là bó tay đi không có biết đâu cái cây không biết biết đâu cái cây đồ cây đồ này biết còn tiền là nó biết rồi gần gì là ai giữ tiền em tức là chồng giữ tiền ha em giữ tiền nhưng nếu muốn mua sắm về thì em mua cho nó em thì giờ vụ về tiền bạc thì em vụng về lắm cho nên em không có dám giữ tiền trong mình vụng về tiền bạc lắm rồi khi mà giữ rồi chị muốn mua cái món đó rồi bao nhiêu tiền ok rồi rồi ai đứng ra tính em chứ em thì nó có biết tính đâu em là tối dạ lắm không biết tiền là không biết cần tiền nhiêu nhưng mà tính toán thì em biết tính cũng như mua cái số đó nhiều là bằng dây nè để số tăng số lượng em biết dạ chẳng hạn sao ta mua thối tiền như là mình cộng trừ biết không biết nó vậy đó còn em thì không có biết đâu ý em nói như là em không biết đồng tiền nó bao nhiêu thôi chứ còn tính toán là này kia dây cộn như ta đem xuống nè là em tính trước hết trơn cái bập là trong sổ thì gan đó quê còn em thì bó tay đi em không có tính được đâu đâu bây giờ đâu. Hỏi chị tròn câu này nha tại vì nó vụ tính toán nè bây giờ nếu mà người ta chị đưa 100.000 chị mua một trái bầu 20 nói chung ra anh thòi em nhiêu rồi em lấy nhiều ông đố nó 1.900 với 1.900 ông đố rồi thôi không biết đâu mười ngàn với 10.000 là nhiêu chị chồng 1.000 với 10.000 thì nó biết rồi đó biết hả cái đó là nói mau lắm còn đố mà cái lẻ như 19 với 19 là ông đợi nó như mua đưa 100.000 mua 20 không biết khói nhiều ha không biết đâu nhiều anh thối nhiều anh nói gì nè cũng như em đưa người ta 100.000 à biết rồi 20.000 rồi em kêu người ta thối em bao nhiêu không hiểu đâu 80 ngu bao nhiêu không biết tính vậy tính chết chậu ơn cái đó đã anh trả lời luôn cái chậu mà ông thoại cho tôi cái cái đó 80 hay là nhiêu đó rồi thôi ông làm thinh luôn rồi không có biết đâu không biết thiệt thì không có tiếp xúc nó không có tiếp xúc về tiền bạc với lại nó không có tính toán thế nào một tay em tính không hả nó để anh thòi tiền cho em thì anh nói đó nhiêu đó rồi biết nhiêu đi chứ là anh không nói rồi em ru luôn nếu rồi nếu như người ta mà mua thí dụ như đưa 20.000 mua 13.000 rồi kêu tôi hỏi nhiêu nó không có kêu nó không có biết cái vụ đó rồi, cho chị tròn đón tấm này coi không có biết đón đi đón đúng mình rồi em có đâu đón sai cũng đâu có mất đâu đón chơi. À bây giờ em đưa cho anh Vũ nè, tại vì ông này không biết tiền nghe. Ông này ông cầm tiền hoài tôi không đón thử không biết à. Bây giờ kìa đưa tới ông có lấy đâu. Nhưng mà đón thử coi sao. Biết không?
Anh cầm thử coi. Chấm này 100 hả? Không, giờ đón đi chừng nào. Đón đi rồi bí mật một chút ha, mặt mí ơi. Năm đó cũng hơi nhỏ. Rồi anh đón xong đưa cho chị Tròn cầm thử biết không? À, chị Tròn không biết đâu. Không, nhiều khi chị Tròn đón đúng làm sao? Ừ. Chị Tròn đón đúng là của chị đó. À. Tôi không biết đâu. Nhiều. Sao nói được ta? Thì nói đi, nói theo cái cảm nhận chị ơi. Không, để chị Tròn đón thử xem. Như anh đón là chặt rồi đó. Bởi vậy, biết đâu chị Tròn đón đúng đó. Không biết đâu rồi chứ nó không có được. Đâu nó theo cảm nghĩ của chị rồi. Cảm nghĩ của chị là cảm nghĩ là tấm tiền nó bao nhiêu? Bao nhiêu? Mạnh giá bao nhiêu? Rồi người ta tao rồi tới sáng mà chưa biết. Với trăm hả? Với trăm hả? Trăm là chặt nữa rồi. Nó không có biết. Nó không biết mà. Nói chung á là tấm đó nó lớn 200. Tới 200 đó thì hôm nay quay hai vợ chồng biết thiệt. Anh Vũ ơi nghe thẳng đó thì bây giờ hôm nay là quay hai vợ chồng em gửi tặng cho hai vợ chồng là 200 ngàn. Dạ cảm ơn anh Ngô Hải lì xì cho hai vợ chồng ha. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ cảm ơn may mắn. Dạ không biết thiệt là nói không biết. Dạ vẫn chơi anh chị thôi thử ra thôi chứ không có ý gì hết. Rồi hai chồng xích vô đi thử đó thử xem mà. Dạ rồi bây giờ ca một bài cho vợ nghe cái đây rồi kết thúc video. Chào tạm biệt khán giả. Ca bài gì nữa chào tạm biệt. Ca cái bài nào mà không mấy vòng cổ đi bà con thích nghe vòng cổ hay hơn à. Chưa nãy giờ có ca vòng cổ gì hạn đâu. Ca câu vòng cổ đi tại vì em cũng thích anh cái chất giọng của anh quá là hay, tuy là mình không phải là nam nhưng mà cái giọng mình rất là hay giống hệt giọng nam luôn. Giờ ca câu vòng cổ ha. Dạ. Rồi xin ca câu vòng cổ là vợ tặng khán giả bà con gần xa. Là xin ca một bản này tự gì không biết luôn. Khi rừng thu thay lá. Bây giờ ca trước phía sau đi chứ. Rồi ca trước phía sau đi sao luôn. Vì cổ thì nó trong cái vở tuồng cho nên nó không phải là cái bản cổ của mình. Rồi chích okay. Đoạn á. À gọi là chích đoạn đó chứ không phải. Dạ. Dạ rồi. Nhưng mà nó có một câu nha. Dạ. Câu thôi. Câu thôi. Rồi. Tiếng pháo du quy đã tiễn em đi theo chồng về xứ La. Bỏ một mình ảnh ôm sầu cô lẻ đêm giọt sầu rơi theo mỗi bước chân về. Là kẻ trắng tay anh đành lỡ hẹn thề hai đứa yêu nhau mong sao có ngày đám cưới nhưng nay đã hết rồi còn gì nữa mà mong ai sao đành chia cách duyên mình đã thương nhau rồi đành lỡ câu hẹn thề sao nỡ đành giông phụ tình tôi. Chim xa gần còn thương nguồn nhớ cội em còn nhớ anh hay đã dội quên câu hò. Hò ơi thương nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cùng qua giờ em về với người ta ai cả điều ly câu họ với anh. Ôi, ai luôn. Nó chỉ có tuyệt vời luôn. Ông này đau cũng chết. Cà khang cà khang. Cái giọng anh quán quán hay dữ lắm. Rất là mạnh cái hơi, rất là mạnh luôn. Đặc biệt một điều á là cái giọng thì giọng nam. Đúng rồi. Dáng thì dáng nữ. Tức quá trời. Thiệt, nó rất là đặc biệt luôn, rất là đặc biệt luôn. Dáng nữ, hát tông nam. Đó. Hát giọng nam có gan luôn. Phải nói là người nữ chứ dáng không em là giống nam. Dáng nam như phụ tùng của nữ. Đúng rồi. Có vậy đi cho nó dễ. Vậy là đúng hơn quá. Đúng rồi. Chứ cái dáng là dáng nam nha. À, dáng nữ. Dạ. Phụ tùng là toàn bộ. Nói chia sẻ cho mọi người là hai người phụ nữ nha chứ không phải là anh Vũ là nam nha, là nữ đó. Nhưng mà hai vợ chồng rất là sống hạnh phúc là gần 30 năm rồi. Thôi cũng cuối clip thì cũng xin chúc cho hai vợ chồng nhiều sức khỏe, hai vợ chồng hạnh phúc nha anh chị Vũ. Rồi, vậy cảm ơn mấy anh rất nhiều luôn.
Dạ. Yeah. Không biết kêu giờ thôi không kêu anh kêu cho, anh chị Dũng. Chị Tròn nha. Dạ. Rồi. Rồi, thôi bây giờ anh chị mình chào các chào giả. Chào khán giả. Dạ. Rồi, bye bye anh chị.